Dạ, mến chào quý cô chú anh chị cùng với nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại cổng chào của ấp 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và ở đây thì đường này là đường đường thông ha, đường nhựa thông liên xã và là trục chính của thôn 1 nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị cùng xem hết video với em ha. Và em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất sào mặt tiền đường nhựa có giá cực rẻ luôn nha quý cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang di chuyển vào trong lô đất của mình nha quý cô chú anh chị. Và mình di chuyển qua cái cổng chào của thôn 1 xã Thiện Hưng ha. Và cái con đường này thì là đường trục chính của thôn 1 nha quý cô chú anh chị. Và hướng này thì sẽ di chuyển ra được trung đoàn 77 và ra trung tâm thương mại ha. Và phía bên tay phải mình đây là nhà hàng tiệc cưới Chiến MC nha quý cô chú anh chị. Và nhà hàng này thì rất là lớn ở đây luôn. Và lô đất của mình thì cách đường nhựa trục chính này thì chỉ khoảng là 800m thôi quý cô chú anh chị. Và cách trường học của nói chung là điểm trường Thiện Hưng C thì chỉ khoảng là 500m thôi ha. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào trong cái con đường nhựa trục nhánh này nha quý cô chú anh chị. Và ở trước mặt mình đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy ha, thì dân cư hai bên đường thì rất là đông đúc luôn quý cô chú anh chị. Dân cư hiện hữu và gần trường học ha, và gần chợ nữa. Và phía bên tay trái của em đây ha là điểm trường Thiện Hưng C của thôn 1 nha quý cô chú anh chị. Và đường nhựa của mình là đường nhựa thông ha, thông qua các thôn, các ấp của xã Thiện Hưng nha quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình thì cách trường khoảng 500m thôi. Và cách đường DT759 đường quốc lộ chỉ có 2km thôi quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị cũng theo dõi hết cái video của em ha, thì cũng sẽ thấy được là lô đất của mình thì từ ngoài đầu đường vào trong lô đất thì dân cư hiện hữu ha, điện cáp wifi thì đầy đủ luôn. Và đường nhựa là hành lang lộ giới ở đây hiện tại là 6m nha quý cô chú anh chị. Và khu vực này là phủ hồng thổ cư luôn. Dạ thì hiện tại em đã có mặt tại lô đất rồi nha quý cô chú anh chị. Và cái hướng điện thoại em quay đây ha thì sẽ là hướng di chuyển ra đường DT759B đường quốc lộ, và cái di chuyển ra cái hướng lúc nãy em chạy vào đó quý cô chú anh chị. Và thì từ đây di chuyển ra trường học là khoảng 500m như lúc nãy em có nói nha quý cô chú anh chị. Và em sẽ quay cái con đường và dân cư ở xung quanh cho quý cô chú anh chị mình xem hết ha. Thì ở đây là đường nhựa hành lang lộ giới là 6m nha quý cô chú anh chị. Điện cáp wifi thì đầy đủ luôn ha. Và đường nhựa này là đường nhựa thông. Đây đường điện đây anh. Đường điện trước đất của mình luôn nè, có trụ điện luôn rồi ha. Và cái hướng này thì là đường nhựa thông qua các thôn, các ấp của xã Thiện Hưng nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất sào ha, là ngay trước mặt em đây luôn. Thì có 6,5m mặt tiền đường nhựa nha quý cô chú anh chị. Thì cũng có ranh móc sẵn trên đất cho mình rồi ha. Cái này là địa chính mới vào đo cho mình chắc khoảng 5-6 ngày thôi ha. Và có đo ranh cắm móc sẵn rồi. Thì cái lúc mua chủ nhà sẽ gọi địa chính vào và đo ranh cắm móc lại cho bên mình thêm một lần nữa ha, cho chính xác cái vị trí của mình. Thì chủ sẽ cắt bán là 6,5m mặt tiền đường nhựa này. Ở đây là phủ hồng thổ cư, thì quý cô chú anh chị có thể đăng ký thổ cư thoải mái ha. Và dài hai cạnh là 240m nha quý cô chú anh chị. Và tổng là 1.500m2 luôn ha. Và đây là cái cột móc đầu tiên nè quý cô chú anh chị, có xịt sơn đỏ rồi ha. Và phía bên này cũng có một cột móc nữa ha. Hai cột móc đều xịt sơn đỏ cho mình hết rồi. Đây là cột móc thứ hai là 6,5m nha quý cô chú anh chị, chạy dài ra 240m. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào phía trong để cho quý cô chú anh chị xem rõ cái lô đất của mình ha. Đất của mình hiện tại là cao hơn đường một xíu nha quý cô chú anh chị, và trong đất rất bằng phẳng và đẹp luôn. Và trước đất có một cây lộc vừng và một gốc mai, thì cái đó là chủ nhà đã bán rồi nha. Thì lúc mua thì chủ nhà sẽ không bàn giao hai cái cây đó cho mình đâu nha quý cô chú anh chị. Và trước đất của mình thì có một cây điều cổ thụ ha. Và ở phía sau thì có hai cây mận đang cho trái rất là nhiều luôn. Đây hai cây mận của mình đây ha, đang cho bông và trái rất là nhiều nè quý cô chú anh chị. Đây còn phía bên này thì mình có một cái giếng đào nè. Đây cái giếng đào này thuộc đất của mình luôn ha. Thì sổ của mình là sổ tách, thì đương nhiên là cái lúc quý cô chú anh chị mua thì chủ nhà sẽ bao sổ sách cho mình nha quý cô chú anh chị.
Và ở phía sau nhà mình thì có một ít mía ha, được vài cây tiêu thôi. Đây hai gốc mận của mình đó ha. Còn đây là mía. Và phía sau thì có một ít chuối xứ và có một cây mít này quý cô chú anh chị. Thì nói chung hôm nay chủ gửi em với giá nói chung là rất là rẻ luôn quý cô chú anh chị, 1.500 m² mà chỉ có 260 triệu bao hết sổ sách cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Và đất của mình hiện tại là chủ phía sau là trồng cao su khoảng gần, nói chung là cũng gần 7 tháng tuổi rồi đó quý cô chú anh chị. Và đất của mình thì thuộc đất đỏ Ba Gian ha. Và kế bên cái lô đất của mình thì người ta đang xây nhà ha, đang cất nhà mới. Và nói chung là mua lô đất của mình về thì em thấy là có sẵn cao su nè, có vài cây ăn trái nè, dân cư xung quanh, gần trường học, gần đường quốc lộ mà giá chỉ có 260 triệu. Thì quý cô chú anh chị xem nếu mà phù hợp với cái nhu cầu của mình thì nhớ là liên hệ với em sớm nhất có thể ha. Và số điện thoại em có lưu trên video là 0967 557 282. Em sẽ gửi thông tin, hình ảnh, sổ sách, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị ha. Quý cô chú anh chị cứ kết bạn với em qua số điện thoại Zalo đó ha. Nếu quý cô chú anh chị xem hết video mà có yêu thích lô đất này thì nhanh tay liên hệ với em ha. Và đừng quên cho em một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với ha. Và lô đất của mình hiện tại là hậu rất là dài quý cô chú anh chị. 240 m thì em nói chung là em thấy một cái lô đất này thì đầu tư cũng khá là ok ha. Tại vì một sào rưỡi mà có 260 triệu rất là rẻ luôn, mặt tiền đường nhựa thông nữa. Và từ cái vị trí mà em đang đứng đây ha và di chuyển về Bình Dương là khoảng chừng là 103 km thôi quý cô chú anh chị. Và di chuyển về Đồng Xoài là 72 km ha. Và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là 155 km thôi quý cô chú anh chị. Và cách đường quốc lộ và chợ của xã Thiện Hưng là 2 km ha. Cách trục chính của thôn 1 là khoảng 800 m thôi quý cô chú anh chị. Nói chung là mua lô đất này về để ở hoặc đầu tư thì em thấy nó khá là phù hợp. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy lô đất của mình hiện tại ha, không vướng quy hoạch, không vướng tranh chấp và không có mồ mả ở trên đất ha. Và đây là cái phía ranh cuối của mình nè quý cô chú anh chị, có xịt sơn đỏ này ha, có một cái cọc và xịt sơn đỏ rồi nè. Và từ đây cũng kéo qua phía bên này là 6,5 m. Và đây cũng có một cái cọc luôn nè quý cô chú anh chị. Nói chung là mới đo đạc lại có vài ngày thôi ha. Và đất của mình hiện tại là rất là mịn nè quý cô chú anh chị, thích hợp trồng cây ăn trái ha, hoặc cây lâu năm đều được ha. Thì quý cô chú anh chị xem hết video mà nếu mà không có muốn mua lô này thì cứ vào kênh của em ha. Trong kênh của em thì có rất là nhiều loại đất ha, đất nền, đất vườn, nói chung tất cả đều là giá rẻ và giá hợp lý nha. Thì ưng lô đất nào thì cứ liên hệ với em qua Zalo, em sẽ gửi thông tin và hình ảnh sổ sách lô đất đó cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Và bây giờ em cũng di chuyển là từ ngoài đường quốc lộ vào trong cái lô đất ha. Và từ cuối lô đất di chuyển vào lại trong cái phía đầu đất của mình thì quý cô chú anh chị cũng thấy lô đất của mình là hoàn toàn là đất sạch ha, không có quy hoạch gì hết và không có mồ mả gì hết ha. Và quý cô chú anh chị thấy lô đất của mình nếu mà phù hợp nhớ alo cho em ha. Nói chung lô đất của mình rất là thoáng và đẹp quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị thấy phù hợp nhanh tay liên hệ với em ha. Và em cũng nói lại diện tích ha, là 6,5 m, dài 240 m, tổng là 1.500 m² và chủ gửi em bán với giá 260 triệu bao sổ sách cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em xin chắc em xin kết thúc video ở đây nha quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị nếu xem video mà yêu thích video nhớ đăng ký kênh giúp em với nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.